Nhìn đi, chứ không lẽ cái lão chồng này không đủ sức để bảo vệ vợ mình hay sao? Hay là cô giữ thằng nào về đây nhầm đồ của tôi đi ra ngoài. Mà sao vẫn chưa về, em ơi hôm nay cái xe lên em phải. Anh mệt mỏi lắm rồi. Em biết em cũng chán anh lắm rồi. Anh xin lỗi đã chiếm quá nhiều thời gian của em. Em không hạt nhau đâu. Không được giải tán hội sau 5 giờ. Đất ơi, giờ này còn chưa chịu dậy nữa. Lành, mạnh, dậy tập thể dục. Giờ này ăn sáng hả chị? Giờ này là gì? Ý em nói 6 giờ mà ăn sáng đúng không? 6 giờ ăn sáng sao ăn vô trời? Em có biết theo nghiên cứu của khoa học, từ 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi là cơ thể mình hấp thu rất là tốt. Cho nên mình ăn sáng vào giờ đó thì cơ thể mình mới khỏe mạnh và mình mới sinh em bé nhanh chóng. 6 giờ mà ăn sáng là ma ăn chứ không phải người ăn. Ma cái gì mà ma? 5 giờ là mặt trời đã lên rồi. Má ơi! Lên món! Ừ, có ngay. Đây, thức ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Nè. Ôi, thơm chưa? Ôi, thơm quá vậy? Cái gì mà chị, gì má? Đây là cháo hào. Cháo hào? Cái này ngon này. Em cũng thích nữa phải không? Thích cháo hào chị. Có thấy không? Con hiểu ý tụi nó hết nè.
Theo nghiên cứu của khoa học, chị đã lên mạng chị nghiên cứu rất là nhiều. Hào rất là tốt cho cơ thể, và nhất là sinh lý nam là em đó. Cho nên em phải ăn nhiều vô nha, để mà nó có cái tạo ra cái chất để mà em sinh sản biết cho nhỏ này. Vậy nha. Rồi. Trời ơi, biết nhỏ lớn ăn hào không trời. Yên tâm đi, ăn hết nồi này, ăn cho đã nha. Này của má. Và báo cho tụi em một tin mừng. Kể từ đây tới cuối tháng, thực đơn buổi sáng của tụi em chỉ có hào, hào và hào. Cũng được. Cũng được. Hào, hào, em thích mà. Phải ăn này á, phải uống nắng con dâu mới được. Ai đời gì đâu mà vợ ăn hiếp chồng thấy sợ luôn à. Ủa mới về hả con? Dạ. Còn thằng Phúc đâu? Anh ấy đang xin nghỉ phép, chắc là cuối tuần này mới về được mẹ. Thôi cũng được. Ừ, hai mẹ con mình là phụ nữ dễ nói chuyện ha. Dạ. Đi, đi vô nhà với mẹ. Đi vô đây con. Dạ dạ. Cái gì? Đi ra đây. Ra thì ra mẹ, từ từ làm gì vậy? Ngồi xuống đây. Này. Gì? Em chán lắm ý. Chán gì? Sáng nào cũng phải dậy sớm, xong cả tháng ăn mỗi một món hàu 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 hàu. Thôi mà, thì chị hai cũng muốn tốt cho vợ chồng mình thôi à, mới đưa về đây để cho mình đều coi như mình dưỡng cái không khí trong lành, ăn uống nó điều độ để có con mà. Mà tại anh ý, nhậu cho lắm vào. Thì biết rồi, lỗi cũng phần do anh. Rồi anh cũng đang đâu cũng muốn ở đây đâu. Ở đây mà trong lòng lo lắng gần chết. Vì công ty trên đó là bao nhiêu chuyện trẻ mình không giải quyết được là chết luôn á. Mà đấy, đúng rồi đấy. Em thấy anh giao công việc cho anh Thuận ý, đầu óc ông đấy thì cứ nghệ sĩ cơ. Em sợ. Rồi. Để anh gọi nó coi, nhắc anh mới nhớ. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách đơn giản nhất để vẽ chân dung của một mặt người. Chia làm tỷ lệ 3 phần như sau. Phần thứ nhất, từ đỉnh đầu cho tới điểm cao nhất của chân mày. Điểm thứ hai, từ chân mày cho tới nhân trung. Tôi làm lại. Điểm thứ nhất, từ đỉnh đầu cho điểm cao nhất của chân mày. Điểm thứ hai là từ chân mày cho tới hết lỗ mũi. Và điểm thứ ba là từ điểm cuối của lỗ mũi cho tới càm. Ba phần này nó bằng nhau. Đó, các bạn thấy thật kỳ lạ không? Đó là một gương mặt cân đối. Và sao? Còn con mắt? Con mắt thì bằng khoảng cách giữa hai mắt với nhau. Đó, các bạn hãy nhìn đi. Đây, bằng cái tỷ lệ con mắt. Và điều kỳ lạ nữa là chiều dài của lỗ tai là bằng cái con mắt của mình. Các bạn thấy thật kỳ lạ không? Đây là một gương mặt cân đối. Còn đây là một gương mặt dị hợm. Các bạn hãy xem đi. Ba phần. Ồ, từ đầu cho tới chân mày. Và từ chân mày cho tới cái răng, rồi răng cửa rồi. Gương mặt này rất dị hợm, không thích hợp. Và bởi vậy, điểm này chấm vào một lùi cho gương mặt nó có duyên chút xíu. Đó là một cách để mà hội họa chân dung để mà... Tại sao vậy? Tại sao vậy các bạn? Tôi đã truyền hết tâm huyết của hội họa của tôi cho các bạn, mà tại sao các bạn gật gà gật gù vậy? Bạn này thì mổ gà, còn bạn kia ngáp, còn bạn này chơi điện thoại là sao? Bạn không hiểu tôi vậy? Phải tập trung chứ. Hả? Làm gì phải tập trung vô đó? Tại sao không tập trung vậy? Dạ em nghe sếp rồi. Dạ, nhân viên làm việc rất là tốt, sếp yên tâm. À, cô My, bản hợp đồng này cô làm tốt lắm. À, hãy in ra làm 2 bản và cuối tuần này đưa cho sếp ký nha. Còn cô Diễm nữa, đi gặp khách hàng nhanh đi. Dạ, cô Diễm đang cho chạy lắm sếp ạ. Tốt rồi. À, nếu mà cậu làm như vậy thì tôi về tôi sẽ thưởng cho cậu nha. Nhớ nè, có cái chuyện gì á gọi điện báo cáo tôi liền nha. Dạ, sếp cứ yên tâm tin tưởng em. Thấy chưa, sếp gọi điện thoại kìa. Làm ơn tập trung vô hội quả cho tôi một chút xíu đi nào. Chưa gương mặt điển hình là tôi sẽ chia làm 3 phần. Thứ nhất, từ đỉnh đầu tới chân mày. Thứ hai, từ chân mày tới hết lỗ mũi. Thứ ba, từ lỗ mũi tới càm. Thấy gương mặt tôi cân đối không nào? Giữa càm tôi hơi thiếu chút xíu.
các bạn có thể bơm vào đó một chút gì chì để mặt nó đầy đặn hơn. Bạn hiểu không? Cho chàng pháo tay đi nào. Bà Hương, có nhà bà Hương. Bà tới chơi hả? Qua đây uống nước. Dạ. Dạ. Chào hai cô ạ. Con dâu chị hả? Trời, dâu bà xinh quá vậy. Ngồi đi. Dạ. Đi vô lấy cho mẹ mấy lon nước ngọt uống chơi đi con. Được cái chị. Trời đang nắng nóng như thế này hả? Uống nước ngọt đã lắm á. Không được đâu mẹ ơi, nước ngọt đó là đồ uống có ga, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ. Với lại con nghĩ là mẹ với hai cô uống trà xanh đi là tốt nhất đấy ạ. Mẹ biết vậy rồi, nhưng mà lâu lâu uống có sao đâu con. Chính vì cái suy nghĩ của mẹ lâu lâu mới uống một lần, thế rồi có một lần sẽ có hai lần rồi sẽ có vài lần nữa, nói chung là không tốt cho sức khỏe. Không được, con không lấy đâu. Mẹ không quan tâm, bây giờ bạn mẹ muốn uống. Nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe mẹ ạ. Không sao đâu chị, uống trà xanh cũng được. Em nghe nói trà xanh á chống lão hóa với lại chống bệnh ung thư nữa, đúng không chị Cúc ha? Không sao đâu bạn, cho chị uống trà xanh cũng được. Tốt, con sẽ vô nhà lấy trà xanh mời mẹ và hai cô. Đợi con một tí nhá. Này này bà, con dâu bà nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ miệng lưỡi nó có rõ ghê, nói câu nào là chắc câu đó đó. Bà này á bình thường đâu có thua ai đâu. Mà sao đứng trước con dâu á im đến thích hả? Làm gì có, chẳng qua là tôi nhường nó thôi á. Nè, không tin hả, tôi chứng minh cho bà coi. Hạnh ơi, Hạnh. Dạ con mời mẹ, con mời hai cô. Cảm ơn con. Nước đi con. Nè Hạnh. Dạ. Đi vô á chiên cho mẹ mấy trái chuối chiên ăn cho. Chuối chiên á mẹ? Thôi không được đâu, chuối chiên rất là nhiều dầu mỡ với cả hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho người lớn tuổi đâu mẹ. Thôi mẹ đừng ăn. Mẹ không quan tâm, bây giờ mẹ muốn ăn. Nếu như mà mẹ muốn ăn con sẽ đi gọt trái cây cho mẹ và hai cô ăn nhá. Mẹ đợi con một chút. Bà chị 49 gặp 50 á bà. Đây, trái cây tới rồi đây. Con mời mẹ, con mời hai cô ăn trái cây ạ. Cảm ơn con. Trái cây ngọt lắm bà, ăn đi bà. Bà bà nhái á, con nghèo đẻ chín con mà hai con nó dính liền nhau. Alo, chị nghe mới hay nè, cái con mén á nhà ông Tư Nghệ á, nó được người ta dạm hỏi hết trơn rồi mà bị trả hỏi hết trơn, tại vì hả nó làm biến rồi à. Trời đất ơi, bố tay tại vì hả nó làm biến rồi à. Thôi cô làm ơn nói chuyện nhỏ lại một chút cho con nghe điện thoại được không ạ? Dạ chị ơi, dạ được rồi em nghe thấy rồi chị ạ. Dạ chị nói đi. Thế ạ? Dạ. Này bà, nó làm dâu bà hay bà làm dâu nó vậy? Bà là mẹ chồng của nó mà để nó lấn lướt vậy hả? Này các bạn, ngày hôm nay các bạn dễ chân dung gương mặt của tôi thì tôi yêu cầu các bạn hãy tập trung chú ý vào gương mặt của tôi thôi, đừng chú ý vào những điểm khác như là ngực hay là đùi tôi. Hãy tập trung vào gương mặt, đừng nên vẽ cái gương mặt thành những bộ phận khác. Tôi đã chịu đựng các bạn giữ nguyên gương mặt 45 phút qua cho các bạn vẽ, và bây giờ thời gian sắp trôi qua hết. Ê Lan, tại sao lại nhìn vài bạn vậy? Hồi đó em mém ở lại lớp vì môn mỹ thuật đó anh, nó khó lắm. Tất nhiên là phải khó, khó mà tôi có dạy các em. Hết giờ, cho tôi coi bài coi nào. Các bạn vẽ con quái vật gì? Hẹn nhau lúc 5 giờ, 5 giờ. Hey, tan ca đã lâu mà sao vẫn chưa về, chưa về.